đội tuyển Iran lúc này cũng đang phải chơi chậm lại để chắc chắn, và họ đang rất cảnh giác với đội tuyển Việt Nam. Người bị đầu là Đức Huy. Pha va chạm rất mạnh cho bác sĩ của đội tuyển Việt Nam vào sân để luôn rất mạnh mẽ trong những tình huống tranh chấp. Và đây là những tình huống mà đội tuyển của chúng ta gặp bất lợi. Dấu hiệu từ phía bác sĩ với bàn huấn luyện được, có lẽ Đức Huy vẫn có thể tiếp tục trận đấu. Và chạm rất mạnh, và người chủ động là Taremi bên phía đội tuyển Iran. Vai của Taremi và dù của Đức Huy, đó là một pha va chạm có thể nói là rất choang váng. Đá bất ngờ. Một quân bài mà có thể là huấn viên Park Hang-seo đã tính toán để tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Ngân Văn Đại sẽ được vào sân để thay Đức Huy.